về rồng quá đẹp luôn mọi người nhé. Rực rỡ. Mình rất thích giò này. Còn vẻ đẹp giản dị của hoa lan ngoài tự nhiên. Toàn hoa là hoa không. Đẹp chưa mọi người? Có mùi thơm rất là dễ chịu luôn. Mình sẽ cố gắng quay trong khoảng 1 phút rưỡi cho các bạn xem. Đây cũng là loài hoàng thảo.